Với ưu thế được lựa chọn đầu tiên tại vòng 1 draft pool, Thăng Long Warrior chắc chắn sẽ đem về một trong các gương mặt ưu tú nhất trong số các vận động viên gốc Việt năm nay. Trong đó, nổi bật lên hai cái tên là Justin Young và Stefan Nguyễn. Với đội hình đội binh hiện tại, Thăng Long Warrior đang cần một hậu vệ dẫn bóng dày dặn kinh nghiệm để có thể điều phối bóng và phát động tấn công, và không ai sẽ phù hợp với vị trí này hơn Stefan Nguyễn. Nếu Thăng Long Warrior chọn Stefan Nguyễn thì gần như chắc chắn ở lựa chọn tiếp theo, Hà Nội Buffalo sẽ chọn Justin Young, bởi sau giải đấu TBSL, Justin Young đã chứng tỏ mình khá phù hợp với chiến thuật của huấn luyện viên Todd Pivas với lối đánh thiên về phòng ngự. Xếp thứ 3 trong quyền chọn vòng draft đầu tiên là Hồ Chí Minh City Wing, đội bóng sở hữu dàn đội binh được đánh giá tốt nhất tại VBA năm nay. Chính vì vậy, Á quân VBA 2016 sẽ có nhiều lựa chọn sáng giá như Vincent Nguyễn, Tâm Linh hay Ali Trần. Tuy nhiên, ở mặt khác, họ sẽ phải cân đối quỹ lương hữu hạn của mình. Như vậy, chỉ cần sau lựa chọn đầu tiên, gần như các đội đã xác định được các miếng ghép còn thiếu trong đội hình. Tuy nhiên, mọi việc có thể sẽ trở nên kịch tính và khó lường hơn gấp nhiều lần, với điều lệ cho phép trao đổi quyền lựa chọn cầu thủ sau lottery và cả trao đổi cầu thủ sau kỳ draft. Trong khi đó, tin vui đã đến với đội tuyển bóng rổ quốc gia khi cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ được tài trợ hoàn toàn trang phục thi đấu bởi nhãn hàng Hemero. Đây cũng là nhãn hàng đã thiết kế trang phục thi đấu cho giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam mùa đầu tiên. Buổi chụp hình của hai đội tuyển cũng là một trong những bước chuẩn bị về mặt hình ảnh trước khi tham gia tranh tài tại đấu trường SEA Games sẽ diễn ra vào tháng 8 tới.